Xin chào các bác. Hôm nay bên em lại làm video phổ biến về sản phẩm. Thì hôm nay bên em về thêm cái dòng máy mài biên Daewoo. Đối với những anh em nào làm cơ khí nhà xưởng thì anh em cũng thừa hiểu những cái dòng máy mài biên, những máy khoan biên hoặc là những máy siết bu lông dùng biên Makita hoặc là Daewoo ở ngoài trường. Nó rất là phổ biến để cho những anh em nào sử dụng trong phù hợp trong mọi công việc của trong gia đình hoặc là trong công việc của mình. Thì hôm nay bên em về cái dòng máy mài biên Daewoo. Em làm ngay video để giới thiệu cho các anh. Đây là dòng máy mài bin mà anh em đang sử dụng. Bin của nó là bin 10 xe, bin tím, cho dung lượng làm việc khoảng tầm 3 đến 4 tiếng liên tục. Và nếu mà sử dụng bình thường, các bác có thể sử dụng hai quả bin, có thể dùng một ngày không hết. Đấy, để cho cái cường độ làm việc nó rất là hiệu quả, rất là cao. Bin tím nó có những cái sản phẩm, nó có mã vạch trên quả bin như thế này là cam kết cho các bác là hàng 100% là hàng loại 1. Còn nếu mà pin sáng pin xanh là hàng loại 2, hàng kém chất lượng hơn thì các bác mua hàng thì các bác có thể là xem và ngó ghe khe ở quả pin giúp em. Đây, các bác có thể là mua hàng thì các bác có thể ngó khe quả pin này giúp em. Cái rãnh pin này thì nó sẽ là các bác để có thể nhìn thấy là mình dùng đang dùng loại nào. Nghe ở kho ở khe cái quả pin này là biết là pin sáng hay là pin xanh ngay, đúng không ạ? Thì đối với các bác mà mua hàng của bên em thì chắc chắn các bác sẽ nhận được những sản phẩm là tốt nhất. Ví dụ là máy mài pin hoặc là những cái máy khoan pin là những bên em đã chọn lựa những sản phẩm tốt nhất để đưa đến tay các chú ngay. Đây, thì giá thì dòng máy mài pin Daewoo này thì bên em đang giảm giá rất sâu, chỉ còn 1.150.000 đồng. 1.150.000 đồng là các bác được miễn phí vận chuyển về tận nhà, bao ship cho các bác về tận nhà, các bác được mở xem hàng, lắp pin, bấm thử máy, ok rồi mình thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá. Và đặc biệt theo cái chương trình giảm giá sâu ngày hôm nay và tri ân những khách hàng đã mua hàng của bên em tặng kèm thêm cho các chú anh thêm một bộ lưỡi cưa xích này. Đây là bộ lưỡi cưa xích để khi các chú anh về lắp vào máy mài để thành chuẩn đổi thành bộ máy cưa gỗ, các bác có thể dùng máy cưa cây, ví dụ đi rừng đi núi hoặc là dùng cắt gỗ trong gia đình nhà mình rất thuận tiện, đúng không ạ? Nó rất là di động, ví dụ là mình không cần phải dòng dây điện ra, nó rất là vướng. Mình dùng máy mài pin nó cắt nó rất là thuận lợi cho anh em sử dụng. Đấy. Bộ nào thì bên em sẽ tặng kèm, cũng được tặng kèm bộ máy bộ lưỡi cưa xích này. Và đây chính là cái sản phẩm chính mà em muốn giới thiệu cho các chú anh trong ngày hôm nay. Đây là máy mài pin Daewoo dùng pin 21V nhưng nó là thông số của nó là 118V, nhưng đây là thông số của pin thôi. Thực tế mình đo của pin này chỉ được 21V thôi. Đấy các bác, phải nghe rõ, mình cái dòng máy mài pin hoặc là Makita ngoài thị trường bên em cũng đã bán lâu rồi, cũng đã nói với các bác là những sản phẩm nào tốt nhất để hướng tay người tiêu dùng. Đấy, máy mài pin Daewoo này nó có cò bấm của nó là sẽ có điều tốc nhé, cò bấm sẽ có điều tốc. Và đây là nút khóa cò, thì các bác khi khóa muốn mài sâu hoặc là mài ngoài liên tục thì các bác có thể khóa cò để máy nó chạy tự động nhé, mình không phải bấm vào cò này nữa. Và khi mình muốn bấm cò này mình có thể bấm nhả ra thì nó sẽ ra thôi. Và đây đầu máy thì nó sẽ có cái nút bấm này, thì các bác chỉ cần dí vào đây là mình tháo đá được. Đấy, mình dí vào đây là mình tháo đá được, tháo đá mình có thể lấy tay mình tháo đá nhé. Mình có thể là cái máy mài pin này nó có phù hợp cho các bác có thể là máy cắt này, cắt sắt này, mài đánh mài này hoặc là đánh giáp này, các bác có thể lắp đĩa trà đĩa giáp ở đây, mình có thể đánh bóng xe máy ô tô đều được nhé, và cắt gỗ đều được. Phụ kiện của nó thì nó các bác có thể là sử dụng sản phẩm này nó đa chức năng. Đấy, máy mài pin trên đỉnh máy này, pin của nó là pin tím rồi nhá. Thông số của máy này, đĩa này, cái máy mài pin Daewoo này dùng đĩa của nó là đĩa 100 đĩa 100ml, tức là đĩa bản đá 10cm nhá, cho tốc độ vòng quay 11.000 vòng trên phút này. Đấy, đây là pin mài pin Daewoo. Đây, em đã tháo cái vòng nhôm kim loại ra để cho anh em thấy vòng nhôm kim loại của cái dòng máy mài pin Daewoo này. Thì các bác cam kết cho các bác là 100% không dùng chổi than, máy mài pin Daewoo này không dùng chổi than nhé, và lõi đồng 100%. Đây các bác, em để gần cho các bác thấy 100% lõi đồng nhé. Và đây là trục rotor của máy này. Đấy, lắp vào máy đây. Đấy, nó sẽ thành một cái sản phẩm, nó sản phẩm nó như thế này. Đấy. Đây. Đấy.
Chọn bộ thì bao gồm một máy mài pin Daewoo này, hai quả pin 10 cell, một tay cầm trợ lực này. Cái cầm trợ lực thì các bác có thể là lắp vào bên này, bên trái hoặc bên phải đều được nhé, bên trái hoặc bên phải đều được nhé, hai bên đều có lỗ. Đấy thì mình thuận tay trái hoặc là thuận tay phải mình có thể là thay đổi nhé. Đấy còn đối với các bác là sử dụng hầu hết là đa phần mình có thể là dùng tay phải là chính vì tay nó là tay thuận. Đấy, đây là cover bảo vệ này, tay tháo đá này. Đặc biệt do đây sạc của nó, đây sạc của pin thì sạc thì nó sẽ có đèn báo. Đây là hai đèn báo, xanh là đèn báo này là đèn báo đỏ, là khi các bác sạc thì nó sẽ hiện lên đèn báo đỏ, và khi sạc đầy nó sẽ hiện đèn xanh nhé. Và nó có hỗ trợ treo tường, đây hai cái nỗ mình có vít cái nỗ này vào tường là mình treo cái giá, treo cái đế sạc này lên tường là mình xài được. Đấy, sạc thì nó rất là dễ dàng này các bác, chỉ cần đẩy kịch vào cho em nhé. Đấy, khi sạc các bác đẩy để kịch vào cho em. Đấy, đẩy kịch vào cho em. Đấy, đấy, đẩy kịch vào thì nó mới sạc được nhé. Đấy, đấy, em xin báo giá lại cái máy mài pin Daewoo này 118V thì bên em đang bán là 1.150.000 đồng, là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bác. 1.150.000 đồng các bác được miễn phí vận chuyển về tận tay, các bác nhận hàng được mở xem hàng mình rồi mình thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá cho em nhé. Và bên em sẽ gửi kèm thêm cho các bác thêm một cái phiếu bảo hành như thế này, thì máy thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là trong vòng 12 tháng và lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên sử dụng. Đấy, ví dụ là trong vòng 30 ngày đầu tiên sử dụng các bác có gặp trục trặc gì về máy hoặc là như thế nào đấy thì có thể là liên hệ với em theo số điện thoại là 0975842993 này, 0326518330 này, em có hai số điện thoại nhé. Đấy thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp để bên em sẽ tư vấn giải đáp và bảo hành máy cho các bác. Giá thì bên em cũng đang để giá rất là hợp lý cho anh em sử dụng là 1.150.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Đấy, anh em nhanh tay đặt hàng, bên em cũng về khoảng tầm số lượng có hạn thôi, vì dòng máy mài pin Daewoo này nhập hàng nó rất là khó vì nó hàng nó rất là đắt. Đấy thì anh em nhanh tay đặt hàng, giá thì bên em đang để là 1.150.000 đồng. Số điện thoại đặt hàng của bên em là 0975842993 và 0326518330. Các bác nào thì có thể là để lại số điện thoại dưới video này, bên em sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho các bác nhé. Vâng, em xin cảm ơn các bác đã xem hết video của em trong ngày hôm nay. Xin hẹn các bác trong những video tiếp theo nhé.